lên khu vực cây hoàn thiện của anh đúng không? Đầu tiên là đây, cái tùng, cái tùng cũng là hán. Cây này thì có giao lưu không anh? Những cây như này là, thì anh cứ báo giá rồi anh em mọi nơi cái biết này, anh nhé. 22 triệu. Đấy, có cả số điện thoại của anh này thì bác nào gọi thì có thể giao lưu trực tiếp với anh Minh Dưỡng. Con này hoa súng nhỉ? Con này là 95 triệu. 95 triệu. Ừ. Con mới mới đi chơi về. Vừa này đúng bon sai kết được con này. Đó. Dáng trực trực à. Của anh Minh Dưỡng này. Này vừa đi Hà Nam về chứ. Đấy. Biển ở Hà Nam với con gà gắn ở đấy. Nam biển 95 triệu. Đang chơi được lá nhỉ. Sướng, xanh. Cái này mới đi Hà Nam về. À, cái này cũng đem đi Hà Nam mày. Cũng đem, vừa đem Hà Nam về đúng không? Này. 80 điểm. Lá đang chơi được đẹp. Đấy, điền. Vì sao người ta mê điền thì là như thế. Bệ của nó, lá của nó răm dày. Dấu ấn thực ra này. Tên thôi chứ không phải cây. Vâng. Là đang có giá bao nhiêu anh? Nhiều tiền. Đấy, gọi là rất nhiều tiền thôi. Đấy, có số ấy. Lúc cô ngọn chỉ. Đẹp, xanh đang là lá đẹp. Ăn đá, hằn hết vào đá rồi. Đây. Đấy, gọi là vườn Minh Dưỡng. Thì chạy theo anh thôi, bây giờ nhiều cây quá. Đấy, đúng phong cách đấy. Đúng phong cách đấy. Hơn 200 triệu. Cái này được cái. Không. Kiếm được cây này cũng chưa hụt mờ mắt. Dáng giống quê của ấy đâu. Của Khôi. Nhưng mà thích nhỉ. Khôi 200 triệu. Trên 200 triệu. Đây này, kỹ thuật lấy bệ đẹp cho hòn đá này, trải ra luôn. Dạ. Cái này rất cổ.
độc giả. Đúng rồi. Ba thân ngoài ngay trên chân này độc giả. Sông ngắn cổ. À, có cái biển này. Mở hết chữ rồi. Đấy, rất đẹp. Quá đẹp. Vẫn còn đang hoa nhỉ. Thế ba chú thủy điều kiện 15 triệu. 15 triệu. Không, ra rồi. Tay cành nó hơi kèm. Cái này thế này là bông thôi. Đúng rồi. Bông, đây là bông. Bắp mà làm cũng hơi hướng cổ tí nhỉ. Yeah. Cổ. Bông cái này dạ, cái này là nối ấy. Nối bông đĩa. Đơn giản. Nó cũng chỉ hợp lý nhất là như thế thôi. Hợp lý nhất này. 15 đồng. Cò đấy. Cái con cò đấy. Và tiền lớn như này. Chết chết tiền. Chết. Ổi cò này. Ổi cò. Ổi cò. Qua bán con chi lao. Chi lao như kiểu. Cái này mà đang bán ra thì bao nhiêu nhỉ? Vừa bảo nhỉ. 22 triệu đấy. 22 triệu. 22 triệu. Một cái trong cái kiếm rồi. 22 triệu. Vâng. Nốt đi. Đây, có con lộc vừng thì mới đem ở Hà Nam về đây. Xem con lộc vừng này cái đó. Mới đem Hà Nam về đây. To quá cho nên là đấy, nghỉ dưỡng này. Cây này thì các bác xem triển lãm thì biết rồi. Tôi không nói nhiều. Vừa đấy không hỏi giá nhiều. Một số cây mà giao lưu thì hỏi được. Đẹp. Đang có hoa đấy. Đấy, cây này thì các bác quen quá rồi. Quen quá rồi. Lao dáng trực mẹ rồi. Đột đôi. Đây là con nữa. Xanh này kia đang làm nhưng mà rất là kích cục. Hàng này hàng đặc cấp, hàng này nó trả nó 30 triệu cho bán. Trên 30. Làm hai cái chân hợp lý quá. Cái cửa bảo về thái thì cái thay như chưa ra làm lại. Là. Mà làm được rụt dịp như này cái này. Làm 5-6 năm nay rồi đấy. Vâng. Và cái bài chiếu chỉ kia của nó bác là cái xanh làm biển hết 15 triệu cả đến 2 triệu. Bác thằng chạy thằng ôm bạch không quay lại. Thế này là làm tiền đó, hàng ra làm. Đấy, 15 củ, chắc cây này thì rẻ nhất vườn rồi, thơm quá. Này, cây này mà xanh làm tiền, pha ra làm bột này quá rồi, tuyệt vời luôn. Là ngoài thấp của xuống. Đó, pha thấp xuống, chưa đã, sau tuyệt vời. Đây,
bốn tay cày để nó già quá đẹp, già mà cái đường được chạy nó đây vâng à. Cái này đẹp quá, rất tự nhiên này, mà xanh đan điền là không phải nghĩ chuyện đẹp nóng của A thật. Cái này cũng xinh đáng thơm nhá. Đấy, công viên này Minh Dưỡng này, rất to, rất rộng, 5.000 mét vuông này. Xuống quay một vòng cây tiền tỷ cái để về. Rồi. Đây, không 1 tỷ đây. Giờ báo giá này 1 tỷ đây. Một tỷ là đứng ai đứng cạnh đúng không? Đúng không? Bạn phải đấy. Xếp tiền xung quanh. Xếp đủ. Mấy trăm. Xếp tiền xung quanh. Đấy. Đấy, cây này 1 tỷ, thì phép nó to chả phải kỹ được, nhưng mà sơ sơ là nó sẽ như vậy. Đang bị, đang che để cho nó khỏi cháy. Che cho nó khỏi cháy nắng cái mùa này. Đấy, khô. Nó khỏi cháy như vai này. Như vai này dễ bị cháy mùa này. Đấy. 95 phát có khác không? Này nhỏ mà hay này. Rồi, xin cảm ơn các bác theo dõi, có gì ghé qua vườn Minh Dưỡng nhé, đoạn quốc lộ 6 nhé, Cao Sơn Trương Mỹ nhé, các bác nhé, Cao Sơn Trương Phương Trương Mỹ các bác nhé. Rồi, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.